Nếu như trong tương lai mà có cái đám cưới người Nùng thì nhờ bạn Vân với bạn Đô chuyển tải lên kênh vậy. Em nếu mà có đám cưới em bảo anh làm chú rể. Bạn Vân ngạ ngay là anh làm chú rể của em để quay lên cho sinh động. Quay. được. Làm người trải nghiệm luôn à. Không thì hai bạn tái hiện một cái đám cưới, hai bạn tái hiện một đám cưới làm như thật cũng được. Để mình đã làm là mình phải làm phần, mình không có tái hiện nữa. À dạ, càng nhẹ. Đâu hôm nào tái hiện một cái đám cưới người Nùng được em, để bà con đồng bào mình họ hàng bốn bên tát nước. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với A Pháo TV và Giàng A Pháo. Và đây là một nội dung nữa mà mình truyền tải lên kênh. Nay thì bọn mình đi theo chân bạn Đô các bạn. Đô vẫy tay, các anh đi theo em. Chào bạn. Đấy, hôm nay bọn mình lại đi theo ăn... nói như nào các bạn nhỉ? Tức là đi theo chân bạn Đô, xong là giới thiệu này nọ, xong là lại kiếm bữa ăn đúng không? Chào Vân. Đây. Mình nói trêu thôi các bạn, nhà bạn Đô có một cái cô hàng xóm tên là Vân rất là xinh các bạn. Thỉnh thoảng thì bạn Đô vào chơi. Nay thì bọn mình vào nhà bạn Vân chơi và bạn Vân dẫn bọn mình đi bản các bạn một vòng. Mình đang ở video trước rồi và video này thì bọn mình quay về nhà Vân. Nay bọn mình cũng đã chuẩn bị một ít đồ trước khi vào nhà Vân rồi các bạn. Và nay thì ba anh em bọn mình, Nhiệm, Đô và A Pháo sẽ nấu cơm ăn cơm tại nhà Vân. Và trước mặt các bạn đây chính là một cái ngôi nhà sàn nhà bạn Vân. Ngôi nhà sàn này của đồng bào người Nùng các bạn. Và thời điểm trước thì mình với Đô cũng đã từng quay video ở đây vài lần rồi. Bạn Vân cũng thỉnh thoảng lên hình kênh bọn mình các bạn. Và nay thì với một cảm xúc khác các bạn, mình cầm máy và có thêm bạn Nhiệm và bạn Đô nữa. Trước đấy bọn mình đã bắt được hai con vịt rồi các bạn. Và nay thì vào xem các bạn ấy chế biến gì với hai con vịt đấy. Rồi đi thôi các bạn. Trong cái chuyến đi bản của bọn mình lúc chiều thì bọn mình lên tặng các bé ít kẹo và chị kỷ niệm cho bọn mình ít dưa. Bạn Nhiệm đang cầm đấy các bạn. Đây là một cái tình cảm mà mình cũng thấy hiếm hiếm đấy các bạn. Thỉnh thoảng mới có bà con đồng bào người ta nhanh nhẹn người ta cho bọn mình thôi các bạn. Và đây chính là căn nhà sàn nhà bạn Vân. Nhà sàn của đồng bào người Nùng. Xưa kia thì người ta sẽ buộc lợn này, dê này, trâu này ở dưới này các bạn, dưới sàn. Và ngôi nhà sàn này thì làm ban đầu để tránh thú dữ các bạn. Đó. Thì mình thấy có đặc điểm của cái nhà sàn này thì mình đi nhiều thì thấy có đồng bào người Tày, người Thái và người Nùng. Thì người ta hay ở nhà sàn. Và hiện tại nữa thì người Dao mình thấy cũng có các bạn, người Mông cũng có. Người ta cũng làm cái mô hình nhà sàn y hệt như này. Ngôi nhà sàn này nếu mà làm đẹp hơn nữa thì tôn lên các bạn, đánh bóng lên, đẹp. Tuyệt vời. Đồ với bạn Nhiệm thì đã lên nhà rồi. Ồ, các bạn lên cắt đồ. Thế Vân đi xuống đây rồi. Và mình nhớ trước kia đây thì cái chỗ này thì chưa có cái vườn này các bạn. Hiện tại có cái vườn. Nhà bạn Vân làm thêm cái nền đằng kia nữa cơ các bạn. Chả biết là làm cái gì. Rồi, chờ một chút xem các bạn sẽ làm món gì các bạn nhé. Rồi các bạn, sau một cái hồi mà bàn luận các kiểu món này là món gì, con vịt này nhổ lông như nào, các kiểu. Thì bây giờ ba thanh niên đang vẫn tiếp tục bàn nhau. Chọc tiết thôi nha. Cắt tiết nhỉ. Chờ lấy dao. Ok các bạn, chờ lấy dao một chút. Em đi cất muối vào đi. Cho muối vào chuồng cân. Rồi các bạn, cái hình ảnh các bạn ấy là mổ vịt ở dưới kia rộn ràng lắm, thích lắm các bạn. Nhưng mà nó vi phạm cộng đồng nên mình chả ghi được. Nay thì xong rồi, còn đầu tiên nhất thì bạn Nhiệm đang pha chế rồi các bạn.
chặt rầm rầm, rung hết cả nhà. Điện hôm nay dùng sức ghê quá. Mình đến là gần bạn Nhiệm xem các bạn nhé. Nhiệm rất là nhanh tay, các bạn chặt xong con vịt rồi. À, làm món gì được em? Cái này chắc là một con ruột, một con là xào với hạt dổi. Xào hạt dổi à? Xào kiệu cũng vừa không? À. Kiệu ạ. Tôi xào dổi đi các bạn, kiệu nó sẽ hợp với gà hơn. Kiệu nó cũng được. Sẽ hợp với gà. Vịt xào hạt dổi à? Bình thường thì món vịt thì sẽ xào với rau răm các bạn, với sả. Thì cái món đấy thì bọn mình cũng có làm nhiều rồi. Này thì bạn Nhiệm bạn ấy làm với hạt dổi. Trước đấy thì mình cũng đã từng ghi hình nhà bạn Vân các bạn. Này thì mình lướt qua một vòng cái bài trí trong ngôi nhà của đồng bào người Nùng mình. Và cái trên nhà sàn các bạn. Một vòng các bạn nhé. Ở giữa những ngôi nhà mà có bếp như này các bạn. Tiếng Nùng thì chốc mình hỏi chú. Tiếng Nùng cái bếp lửa mình gọi là gì hả bà? Tàu phây đúng không ạ? Đó các bạn. Phây tàu. Đấy tức là cái bếp lửa các bạn. Cái này thì mình phải tuyệt đối tuân thủ cái biện pháp an toàn đấy các bạn. À, có thể nấu xong nha các bạn nha, phải dội nước. Không là nó lan ra. Thì lan ra thì các bạn hiểu biết cái hậu quả rồi đấy. Và trên ngôi nhà sàn ít lắm, hiếm lắm bây giờ các bạn. Thỉnh thoảng mới có ngôi nhà thôi. Bình thường thì bây giờ người ta sẽ tách cái bếp này thành hai nhà các bạn. Một nhà bếp riêng, một nhà lớn riêng. Và cái bếp này đằng kia có một cái nữa cơ các bạn. Thì cho mùa đông thì rất là tuyệt vời. Chất củi vào và cả nhà quây quần bên bếp lửa. Đó. Nhưng mà có cái nhược điểm đó là cái bộ hóng của nó các bạn này. Bộ hóng bên trên là gác bếp. Bộ hóng sẽ lên gác bếp này. Và lên nữa chính là cọ. Nó sẽ đen hết, ám hết nhà. Và dân gian mình có câu: không giàu thì nghèo các bạn. Ngày 30 Tết thì thịt treo trong nhà. Thịt treo trong nhà thì có người ta treo ở bếp. Có người treo ở gác bếp. Đồng bào mình sẽ treo ở gác bếp như này. Và cái món thịt trâu gác bếp thì là một cái đặc sản của vùng cao hiện tại của mình. Chính là trâu gác bếp hay lợn gác bếp này các bạn này, lạp xưởng gác bếp. Chính là như này. Vì xưa không có tủ lạnh nên là gác bếp, là bà con mình gác bếp thôi các bạn. Nên là cách bảo quản thực phẩm. Trên kênh của mình cũng đang bán cái thịt trâu gác bếp các bạn nhé. Nếu như trong mùa hè này các bạn uống bia với thịt trâu gác bếp cũng hay. Các bạn gọi đến cái số bán hàng của anh em bọn mình. Có các bạn bán hàng các bạn tư vấn. Hướng này này các bạn này. Bà của Vân với chú nữa. Hướng này có một cái tàu phầy nữa các bạn. Chính là cái bếp nữa các bạn. Nhưng bếp bên này thì không có chất. Bên này thì còn sáng choang luôn. Và đây. Con xin phép chú với bà. Con quay lại cái nhà một chút ạ. Đó các bạn đây. Hướng này một cái các bếp nữa. Nhưng mà mình thấy là chú đang để những cái vật dụng bình thường. Ví dụ mũ bảo hiểm các bạn này. Đó. Hiện tại là cái bếp này là không có chất củi. Ok. Thì mình xuống với các bạn ở dưới kia đi các bạn. Đây rồi. Bạn Nhiệm cũng xuống lên đây rồi. Bạn Vân với bạn Đô thì xử lý con vịt tiếp theo các bạn. Mình nghĩ là chắc là cho vào nồi rồi đúng không? Mà chặt chiếc xong xuôi hết rồi mà hai đứa mà con vịt sao cứ mần mê mãi giờ này rồi. Lòng. Một cái thao tác rất là cồng kềnh đến từ vị trí của Đô và bạn Vân các bạn. Chặt các thứ hết rồi bây giờ sao sắp ăn rồi. Cái điều này cũng điều này cũng dễ hiểu thôi, tại vì là bạn Vân với bạn Đô nếu mà ở lại lâu lâu thì nó mới có cái thời gian nói chuyện với nhau đúng không ạ? Thế nên là hơi lâu. Đấy, mình đoán rồi các bạn nhé, không biết là thực sự thế nào. Thực sự là sao? Thì cũng nói chuyện thật chứ. Chẳng lẽ được không à? Không, nó buồn này. Cái gì đây? Gân bò ấy. Cái này làm... À, thịt bò ấy hả cô? Cô ơi. Cô ơi, con lần này, lần thứ hai con đến nhà. Nhưng mà bạn này bạn đến nhiều rồi, không biết là có ý đồ gì không cô? Hay là thích bạn Vân rồi nhỉ, cô nhỉ?
nấm chả vịt thử cho. Ý đồ gì? Vân nhỉ, phải không Vân? Anh đô anh tán em không? Không anh ạ. À rồi, chết thôi này. Thích rồi, thích rồi, chết là hỏng rồi. Ê, không có này nè. Ô, cái anh này. Rửa tay đi anh soi cho. Rửa tay đi không? Cầm nước rồi em. Soi vào mặt bạn thế. Soi tay thôi chứ. Nói chung là ước gì mình trẻ được lại như bà Đô các bạn. Nhìn cái hình ảnh này. Các bạn có ước lại trẻ như bà Đô không? Em đang soi đèn mũi nó chết rồi này. Vân ơi, anh đang ghi hình này, anh ghen tị, ước gì trẻ được như Đô với em. Anh trẻ được như em, trẻ như anh ấy. À thế à? Có nghĩa là anh già rồi cái gì? Em chưa hề mở miệng ra mà nói anh ấy già rồi đúng không anh? Anh ấy không biết có già không nhưng mà... Anh chỉ vui quá đấy, mọi người nên trẻ được trở lại độ tuổi 18 thôi. Đấy, soi đèn cho bạn gái rửa tay. Nghĩa cử cao cả. Bạn trai nào cũng ước như thế các bạn. Vui hơn lắm các bạn ạ. Ước gì mình trẻ lại như Đô và ngồi vị trí của Đô. À, rửa tay cho em bé hả? Tắm cho em bé à? Thấy con vịt các bạn ạ. Nhà Vân nuôi vịt thì nghĩ là có chuồng ấy, nhưng mà nó chưa vào chuồng. Chỗ này đang trong đèn, thế nên là có mấy con thiêu thân nó lao vào đèn, nó rơi xuống, con vịt nó đến ăn các bạn. Khá là hay. Đó các bạn, hướng này. Ngôi nhà sàn ban đêm nhìn như này các bạn. Rồi các bạn quay lại với bữa cơm này này thì bạn Đô, bạn Vân đang nấu các bạn. Và đây là chính là cái món các bạn ấy đang làm. Dưa các bạn. Dưa này thì gọi là dưa gì em Vân? Dưa này là dưa dưa mèo. Dưa mèo anh ạ. Dưa mèo hay dưa chuột? Em thường thường thì hay gọi là dưa mèo. À, dưa mèo. Dưa mèo hay dưa chuột các bạn? Thế cái dưa gì mà đắp mặt em? À, thế có giống dưa này không? Nhưng mà dưa chuột nó có giống con chuột không? À, giải thích này các bạn nhé, cái này chính là giống dưa chuột các bạn. Nhưng mà cái này là có nguồn gốc như này. À, từ là đồng bào Hmông mình ấy có cái tiếng gọi, có cái phát âm khác. Đó là người Miêu các bạn. Hay về Việt Nam thì sẽ gọi là người Mèo. Thì cái dưa này thì các bạn sẽ gọi tắt
là dưa mèo, bởi vì là đồng bào người Mông mình trồng. Nhưng mà gọi như thế thì có cái phần nào thì là có sự phân biệt dân tộc ở đấy, thế nên là mình cũng không tiện gọi như thế các bạn nhé. Xin lỗi các bạn này, mình cũng để giải thích, thế là mình cũng nói lại vài cái câu chuyện như thế để các bạn hiểu thêm. Chí bạn Vân mà bảo là dưa mèo, các bạn không hiểu luôn đúng không ạ? Tại sao lại gọi là dưa mèo? Dưa mèo là của đồng bào người Mông trồng các bạn. Đấy thì gọi là dưa mèo, mà người mèo chính là người đồng bào người Mông mình, các bạn gọi tắt là như thế. Thì cái này các bạn có thể trở ra vào Google tìm hiểu. Mình xin nói đến đây các bạn nhé, không thì các bạn xem là bảo thằng này, anh ấy phân biệt chủng tộc người dân tộc này nọ, nó cũng hơi tế nhị. À, không, cứ làm dày đâu ạ. Làm dày xóc muối anh thấy tuyệt vời dưa này. Thế Vân ơi, anh nói đúng dưa mèo như thế là đúng chưa? Đúng như em mô tả đúng không? Chỗ này thì bạn Nhiệm bạn anh làm dầm các bạn. Hôm nay mình cũng à bây giờ có xả. Nhiệm thì đang làm cái món vịt rang các bạn. Nhà bạn Vân hay đông lắm các bạn. Dầm như kiểu là ăn hỏi bạn Vân đến nơi ấy. Nhé. Vân nhỉ? Đông thật. Đúng không Vân? Anh thấy là có phải là bạn anh Đô đến chơi hoặc là trai bản mình đến là giữ gái làng mình đúng không Vân? Anh thấy nhiều trai bản lắm. Thế này khó về rồi. Dạ. Tiết đi ạ. Vâng ạ, cho cô cho Tiết vào đi ạ, Tiết hỏng rồi ạ. Đấy thì các anh đánh tiết canh, định làm món tiết canh nhưng mà tiết canh hỏng rồi các bạn. Này thì cô cho vào luộc cục. À, hóa ra là anh trai của Vân chứ không phải là thanh niên bản. Nhưng mà đúng rồi đấy, anh trai của Vân hay là thanh niên bản cũng như nhau. Đúng rồi, thì thanh niên ở bản mà. Vẫn là thanh niên ở bản đúng không? Đô cũng là thanh niên ở bản luôn các bạn. Mà nhất là bạn Đô thì lại gần nhà bạn Vân nữa cơ. Nhưng mà các bạn kia chắc là nhất cơ ly nhì tốc độ Vân ạ. Vân nhở? Nhất cơ ly nhì tốc độ không hay là trai mặt? À để trai hoàng trai mặt. Rồi. Trai lắm rồi. Nhất cơ ly nhì tốc độ. Đúng rồi. Mình cũng thấy bạn Đô là cũng trai mặt ở đây. Tuần đến đây 2 lần. Thấy bố bạn Vân đến là lại về à cháu. Đấy thế này thì đau đầu rồi các bạn. Thế mai ngày mai bố bạn Vân với mẹ bạn Vân hỏi là cháu lại về đây chơi à, này thế đau đầu. Đi đâu cháu? Đi đâu cháu? Đi đâu rồi nhỉ? Cháu đi trực tiếp. Rồi mình quay lại với bạn Nhiệm đi, xem là bạn hôm nay có cái món là vịt rang xào hạt dổi với xả. Vịt rang xào hạt dổi. Vịt rang lại xào. Vịt xào hạt dổi xả. À rồi. Để bạn cắt nghĩa lại các bạn, đây là vịt xào hay vịt rang? Gọi xào cũng được là rang cũng được. À. Rang thì nó sẽ khô hơn, còn xào thì nó nước nó còn một ít ướt át. Bạn ấy gọi là vịt xào có hạt dổi và xả các bạn. Em trai bạn Vân thì lúc nào cũng kè bằng gần chị. Này thì canh chị đến hết mức rồi các bạn. Canh hết cơ. Sau này mà bạn Vân đi lấy chồng chẳng hạn ấy, đây là em cậu chắc là khóc sướt mướt đây. Thế là cho chị lấy chồng gần thôi em nhá. Ví dụ như anh này hoặc anh Nhiệm đến thì còn được, mà anh nào xa, ví dụ như Hà Nội chẳng hạn thế thì gây khó dễ em nhá. À để anh ngồi đấy được rồi. Canh không? Rửa cái này này. Đấy, anh canh rồi, canh không? Đâu ở đây có nước thì rửa đây. Có đâu. À, bạn đồ bạn tinh kế luôn ạ. Cho em trai đi rửa rau gần lại gần à? Không, anh không tỏi không?
tận dụng ác nhỉ. Tận dụng mà là giúp nhau làm công việc. Chỉ làm công chuyện thôi mà. Câu chỉ một lương cho nhanh. Đúng. Ai làm gì đâu đúng không? Cái video này mình quay và cảm nhận được cái cuộc sống của bà con đồng bào người Nùng mình các bạn nhé. Thì mình xen lẫn vào có câu chuyện có bạn Vân với bạn Đô. Thì mình sẽ lồng ghép trêu trêu các bạn một chút các bạn. Có thể là một số bạn nghe thấy nó hơi chướng tai một chút đấy các bạn. Thì các bạn thông cảm cho mình. Thực ra thì bạn Đô cũng hoa cũng chưa có chủ mà bạn Vân cũng vậy. Thì các bạn trẻ thì tùy nhi phát triển thôi các bạn. Nhưng mà đồ thì có nhiều lựa chọn lắm các bạn. Anh cũng thích như đồ ấy. Anh còn trẻ nhưng mà anh còn không biết em còn trẻ đấy anh. Nhưng mà đồ thì rất là nhiều lựa chọn các bạn. Nhưng mà các bạn có biết Vân còn trẻ đấy em không? Nhiều lựa chọn nữa. Rồi. Vân nhỉ, bây giờ là rất là nhiều anh lên tán đúng không? Rồi. À, anh cũng tò mò một chút là để mở thêm cái vốn hiểu biết đây. Ví dụ như là đồng bào người Tày thì anh thấy có cái khi tìm hiểu thời điểm ngày trước nhé, đó chính là cái tục trèo cột. Còn đối với đồng bào người Mông thì nhập đồng bào người Nùng mình sẽ như nào em? Trèo cột đấy. Ví dụ như là thời điểm ngày xưa thì một chàng trai đến tán một cô gái thì họ có cái phong tục tập quán gì xưa kia không, hay là cái phong tục cổ có? Chọc sàn à? À, người Nùng. Bây giờ còn không? Các bạn có thể hình dung là cái nhà sàn của bạn Vân thì có thể chọc rất là dễ đấy các bạn. Tức là chỗ vị trí của em ngủ chỗ nào để em chọc chỗ đấy à? Đúng rồi. Xong như nào nữa em? Xong rồi như nào thì không biết nữa. Ồ, thế làm thế nào được cô gái với chàng trai là gặp nhau nói chuyện hoặc là đi đến hôn nhân được em? Đúng rồi anh, cảm thấy được thì là... À, thế là đêm nào cô chàng trai cũng đến chọc sàn? Chọc sàn không ngủ được, dựa thì sao? Giận thì đi, chắc là người ta ký hiệu cái gì đấy trong sàn đấy. À, cái này chúng mình hỏi mẹ bạn Vân, bố bạn Vân thì hợp lý hơn. Bạn Vân thì khả năng còn ngại ngùng. Cái đám cưới ví dụ của đồng bào người Nùng mình hiện tại còn có tát nước không em? À, anh thấy hát nước, hát nước. Ví dụ như là đón cô dâu về mình sẽ hát nước rất là dữ dội mình thấy, đúng không? Bây giờ vẫn có hả cô? À, ví dụ như là nếu như là bạn nào lấy bạn Vân là vẫn có hát nước như thế ạ? À. Nếu mà ai mà lỡ cưới em thì sẽ phải mặc áo mưa. À. Nhưng mà dân tộc khác thôi, dân tộc Nùng thì mới thế. Dân tộc khác là không có thế. Dân tộc khác không có. Cũng có. Chỉ cần là thể người Nùng là có hết rồi gì nữa. Anh thấy có cái đám cưới là hát nước là ướt hết đoàn nhà trai luôn. Đúng rồi, chỉ cần là làm thể người Nùng là sẽ đi hát hết. À. Thế là ông cứ để mới nghĩ hiểu. Thế như thế là nếu là rượu trong cái lúc đón dâu là cũng uống phê pha nhỉ? À rồi. À, bên nhà gái thì sẽ chúc bên nhà trai thế này thì kia. À rồi rồi. Cứ thế làm nào lên có đáng mặc đẹp nữa. Cái này là mình đang hỏi đây thôi, nếu như trong tương lai mà có cái đám cưới người Nùng thì nhờ bạn Vân với bạn Đô chuyển tải lên kênh vậy. Em nếu mà có đám cưới em bảo anh làm chú rể. À, bạn Vân gạ ngay là anh làm chú rể của em để quay lên cho sinh động. Quay. Được. Làm người trải nghiệm luôn à? À không thì hai bạn tái hiện một cái đám cưới, hai bạn tái hiện một đám cưới làm như thật cũng được. Để cái đó. Mình đã làm là mình phải nắm phần chứ mình không có tái hiện nữa. À, càng nhẹ. Đồ hôm nào tái hiện một cái đám cưới người Nùng được em, để bà con đồng bào mình họ hàng bốn bên tắt nước. Hình như bảo là theo mình có áo mưa mà. Không. Hay đấy nhỉ, cái đám cưới đấy. Đô để ý mấy nữa mùa cưới nhỉ. Bây giờ là mùa hè các bạn. Anh bao giờ mà cưới em ấy, em sẽ mời các anh lên quay. Đó, rồi. Rồi cưới em thì các anh lên quay. Ok rồi, nhất trí em. Tương lai biết rồi. Đúng. Để là ai tương lai mới biết được. Anh Đô với anh Nhiệm là được thì tốt quá. Vẫn đang mời mình các bạn. Mới làm chứ gì. Cô dâu có rồi, chú rể Đô chưa đồng ý. Đồng ý đi em, gần đại đi em. Không phải chưa đồng ý mà là cái này là phải do mình chứ đúng không em? Bạn này cứng lắm các bạn. Ở nhà có bạn Thùy nữa thế nên là không dám gật.
Bye bye. Lên hình trên kênh của anh có bạn Thùy nữa bọn em. Thì là các bạn ấy, bọn anh, các bạn khán giả nữa đang ghép cây, ghép nhau ấy, ghép đôi đôi với Thùy ấy, nên là bạn ấy hơi ngượng ngùng. Cũng có thể là bạn đôi hiện tại là có tình cảm nhất định với bạn Thùy rồi các bạn. Thế nên là cũng không dám bước qua cái ranh giới rào cản. Sợ. Nó là sợ các bạn, nó là sợ. Đánh mạnh ăn. Đánh mạnh về rồi. Em trai này thì xem kênh của mình rất nhiều các bạn. Lúc nào anh đua anh mạnh chạy theo dữ dít rồi thì thế từ đầu ngõ đi theo luôn. Để cháu chặt cho. Nóng thế chặt sao được. Vịt thì chín rồi các bạn. Vịt luộc. Ông này ưng mà mẹ. Ông này ra ông này. Nóng quá. Đây rồi các bạn, đây chính là đô. Xong một hồi gượng gạo. Xấu hổ các bạn, trêu trêu bạn Thùy. Này tỏ ra một tay sành sỏi nấu ăn. Đầu bếp đô nay mới trở lại các bạn sau bao nhiêu năm? 2 năm nhỉ? Lâu lâu vẫn trở lại mà, ở nhà vẫn nấu mà anh. Toàn là mạnh làm thôi các bạn, bây giờ là... gọi là miệng có gan, có gan, có thép rồi đấy các bạn. Để bạn chặt con vịt nhé. Rồi à? Vịt nóng đúng không? Vịt còn nóng đúng không? Hả? Vịt còn nóng đúng không? Nóng. Đúng rồi, vừa luộc xong chưa để nguội. Nhưng mà vịt còn chặt được, gà chặt nóng là hỏng ngay. Nát hết. Rồi các bạn, bữa cơm xong rồi đây này. Đây chính là cái động tác sau mỗi bữa cơm. Nếu mà có nhà sàn mà có cái bếp lửa như này các bạn này. Bạn đang dội nước để dụi đi. Không là hỏa hoạn xảy ra các bạn. Đó, nếu như mà quên thì nó sẽ lan ra nhà mất. Thế nên là nhà sàn như này thì người ta sẽ giấu cái bật lửa đi các bạn. Thứ nhất là trẻ con, thứ hai là người già, người ta sẽ lơ là đấy các bạn. Không để ý đến là thành ra là hoảng loạn luôn. Bạn Đô phải tâm sự vào ngày hôm nay em phải ra 5 lít, à nhầm, không phải 5 lít rồi các bạn, mồ hôi. Hôm nay nó oi kiểu gì mà ra mồ hôi, mọi người không ra được nhé. Hay là xấu hổ cho bạn Vân, thì là ra nhiều. Không, không toát hết mồ hôi các bạn. Hôm trước em vào, một mình cũng ngại đấy. Hôm nay mẹ bạn Vân thì có cái lá đắng các bạn. Tiếng tày bọn mình là không kia, không biết là tiếng Nùng là gì. Tính nùng cái lá này gọi là gì hả cố? Không kia. Cũng là không kia đúng không ạ? Không tức là đắng các bạn. Và cái này là chính là cái lá đắng ở khu vực Tây Bắc của mình. Nấu canh lá đắng với cái nước luộc và vịt các bạn. Và cho thêm ít tiết nữa. Này tuyệt vời, giả rượu đây các bạn. Mình thấy lúc nãy là cô nướng cho nó giòn các bạn và vò thì nó nhỏ ra. Bình thường người tươi có thể là thái. Cái này thực sự là các bạn nào ăn đắng được mới ăn được các bạn nhé. Thì nó như chè các bạn. Ăn thì nó đắng cực kỳ luôn, lúc sau nuốt xuống thì nó sẽ ngọt ngọt ở đầu lưỡi và cổ họng các bạn. Nói chung là cũng rất là sảng khoái. Bon, 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 bon,
chin khẩu là ăn cơm các bạn, và bữa cơm thì xong rồi. Xin mời các bạn ăn bữa cơm của gia đình bạn Vân và trong ngôi nhà sàn của đồng bào người Nùng ngày hôm nay. Thấy quả dưa to chạy đi cho nó hái quả dưa và lấy quả dưa ôi cả hầm đâu phải biết tiếng Anh nào có nước này không ạ. Này thì có hai mâm các bạn, và bên này thì tạm gọi là không uống rượu các bạn. Còn có mẹ bạn Vân này, bạn Vân này có cụ này, và anh trai nữa, chị dâu của bạn Vân. Này thì bạn Đô các bạn được quý nhất, được các anh trai của bạn Vân đến chỉ mặt đặt tên xem là anh nào rất là anh hùng dũng thế, đến tán em gái mình chẳng hạn thế. Đây, hôm nay có bạn Hiệu nữa, hai anh em hôm nay bị quay rồi. 1, 2, 3, 7 người. Đấy, 7 chén liên tục. 3 chén, 3 chén. Xin mời. Nó cho các mời anh em nhé. Tên là Nhiệm. Mấy anh em là mấy thu đồ làm em quá. Anh em video trên này quay quá, cảm ơn. Em lắm lòng thành phố bạn quá lắm lòng 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 đi sang đấy đi. Đồ có một quen canh đá ngủ đấy. Có ạ. Ôi đó, nó kìa. Trên này này. Em bé ngồi đâu? Ăn canh đắng chứ anh Thảo ạ. Đấy. Canh đắng thay rượu. Muốn để chấm không? Vâng nhá. Tí em sang đấy uống cho các bạn mới kia kìa. Bạn không biết uống rượu đâu. Em uống hai chén bạn say rồi. Đây các bạn, không biết là cái hình ảnh này các bạn nhìn vào có thấy bỡ ngỡ không? Bữa cơm thì xong rồi, không biết bạn Đô với bạn Mạnh là hiện nhầm bạn Đô với bạn Hiệp hiện tại có sống không các bạn? Mình sợ là say rượu là chết lâm sàng, anh ý vậy đấy. Đây các bạn ơi. Còn tỉnh lắm. Còn đấy còn tỉnh vẫn là còn uống nước chè được. Phải... Đô với bạn Hiệp đây rồi. Hôm nay là thuyết phục bằng lời được, không phải uống nhiều thế là tỉnh lắm nhỉ. Thế là các anh thông qua rồi hả Đô? Thông bản Đô ấy, thông bản Nhiệm ấy nhỉ? Không phải, em biết gì đâu. Không biết gì à? Uống cho các anh đi hết. tưởng là các anh hôm nay đến xem mặt anh nào anh đến ngấp nghé tìm hiểu bạn Vân chẳng hạn thế. Mà hôm nay bữa cơm mình thấy cảm tưởng giống như kiểu bạn Vân bạn ăn hỏi ấy nhỉ? Rồi các bạn nói vui chơi chơi thôi, đấy là toàn bộ là anh em trong nhà của bạn Vân các bạn. Rất là quý đội nhóm anh em bạn mình, thế nên là vào gặp mặt. À, ăn cơm uống rượu. Này thì bạn Nhiệm bạn Đô là uống trên thế là thắng đấy. Đấy. Em thấy ngà ngà lắm rồi đấy. Thấy hớn hở lắm. Rồi các bạn, cái video mình quay đến đây thôi, ở nhà bạn Vân các bạn. Các bạn tiếp tục muốn theo dõi bạn Vân hoặc là muốn bạn Vân lên hình nữa, các bạn cho bọn mình một like, một share và một comment bên dưới ủng hộ bạn Vân nhiều hơn nữa trong tương lai ấy, chẳng hạn. Bạn Đô vào quay với bạn Vân chẳng hạn thế trong tương lai. Cảm ơn các bạn đến với video này, mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên video tiếp theo trên kênh. Chào các bạn. Chào.